Một điều khác nữa mà Thuận nhận được nhiều từ các bạn đó là liên quan đến Coinbase lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ ngày 14 tây đó, thì câu hỏi mình thường nhận được rất nhiều là làm sao để có thể mua được cổ phiếu của Coinbase, có nghĩa là cổ phiếu có ký hiệu là coin ở trên cái thị trường Nasdaq. Thì để mua được cổ phiếu của Coinbase, các bạn cần phải là có một chuyên mục giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ, có nghĩa là các bạn phải là người sống ở Hoa Kỳ. Các bạn cần phải là có những cái ứng dụng, như là tôi nghĩ là các bạn phải có sử dụng những cái như là Webull hay là những cái ứng dụng mà cho các bạn mua bán cổ phiếu vân vân. Thì chúng ta vẫn chưa biết được là có ứng dụng nào cho phép hay là không cho phép các bạn mua cổ phiếu của Coinbase hay không. Nhưng mà bây giờ đó là cái thông tin mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn không ở Hoa Kỳ và không có chuyên mục chứng khoán ở Hoa Kỳ thì Thuận không có cách nào có thể đỡ được các bạn. Tại vì các bạn muốn mua cổ phiếu của Coinbase cũng như là mua cổ phiếu của bất cứ một công ty nào ở Hoa Kỳ mà các bạn mua trực tiếp thì phải có chuyên mục ở đây. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Liên quan đến câu thứ hai là Coinbase có cổ phiếu Thuận có đi thu mua hay là không, thì Thuận vẫn đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Tại vì các bạn cũng đã biết là bây giờ đó là phần lớn số tiền mà Thuận có đã đầu tư hết rồi. Và nếu như mà muốn đầu tư vào cổ phiếu Coinbase cũng đồng nghĩa là Thuận phải di chuyển cái chuyên mục đầu tư qua bên Coinbase, nghĩa là phải bán một chuyên mục đầu tư nào khác để mà đầu tư vào Coinbase. Thì câu hỏi bây giờ đó, ở thời điểm hiện tại các bạn cũng đã biết là Thuận lưu trữ nhiều nhất tính theo đô la vẫn là Bitcoin, thứ nhì là Ethereum, sau đó chính là BNB và kế tiếp là Cardano, và Thuận cũng lưu trữ một số Litecoin và Uniswap như nhiều bạn cũng đã biết. Thì nếu như mà chúng ta nói tới là thời điểm bây giờ, giả sử như là Thuận muốn đầu tư vào cổ phiếu của Coinbase đi, thì Thuận có thể sử dụng một phần tiền ở trong cái chuyên mục ngân hàng của Thuận. Nhưng mà nếu muốn đầu tư số lượng lớn thì cần phải di chuyển crypto để mà đầu tư vào cổ phiếu của Coinbase. Cho nên câu hỏi của Thuận có bây giờ đang suy nghĩ đó chính là cổ phiếu của Coinbase khi mà lên sàn đó có thể tăng tới cái mức độ nào so với lại tiếp tục lưu trữ Bitcoin đi. Nếu như mà lưu trữ Bitcoin thì trong cái thời gian giả sử như là 2 tháng sau này thì Coinbase sẽ chứa bao nhiêu hay là Bitcoin sẽ chứa bao nhiêu, thì có đáng hay là không? Đó chính là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và điều này cũng liên quan đến một trong những cái post Thuận đăng ngày hôm qua. Thì có thể như bạn cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng là 2 năm thì Hublot đã có một cái thông tin là họ sẽ sản xuất và có phiên bản đồng hồ gọi là Mega 10 P2P, nghĩa là peer-to-peer, nghĩa là giao dịch ngang hàng đó. Đó là một cái phiên bản đồng hồ cho Bitcoin như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây chính là cái đồng hồ có cái ký hiệu là Bitcoin và đồng hồ duy nhất được sản xuất bởi Hublot mà có ký hiệu Bitcoin này, và họ sản xuất có hạn mà thôi. Thì thời điểm đó đó, giá mà họ bán là 25.000 đô, như là các bạn nhìn thấy cái bài viết bên dưới này, giá là 25.000 đô và chỉ được thanh toán bằng Bitcoin mà thôi, không sử dụng bất cứ một loại thanh toán nào khác, tại vì đây là cái phiên bản đặc biệt họ làm cho Bitcoin. Thì 25.000 đô thời điểm đó các bạn thanh toán bằng Bitcoin, cái giá mà các bạn phải trả bây giờ đó, bây giờ họ đã hết bán loại đồng hồ này rồi. Thì ở trên thị trường mà sang tay lại các bạn có thể mua đó, ở trên mạng thì đồng hồ này bây giờ đó người ta bán là với cái giá là 121.000, có nghĩa là các bạn thấy được là mua cái đồng hồ này cách đây là 2 năm với giá 25.000, bây giờ các bạn đã lời biết là bao nhiêu rồi, các bạn lời gần như là 5 lần. Bây giờ giá là 121.000 dựa theo cái trang web này, và hiện bây giờ trên những cái trang web đó hầu như chỉ có là một hai cái đồng hồ này đang được đăng bán mà thôi, và cái giá rất là cao 121.000, trong khi mà cái đây 2 năm chỉ có 25.000 mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là khi các bạn nhìn vào tài liệu này đó thì dễ dàng đưa ra một cái kết luận là mua đồng hồ này cái đây 2 năm bán quá lời. Nhưng mà trên căn bản đó các bạn cần phải hiểu là khi mà chúng ta nhìn vào năm 2019 á, thì giá Bitcoin đó có lúc chỉ có 3.000 mấy mà thôi, có lúc có thể lên tới là 10.000 mấy. Thì có thể chúng ta nói chung đi, giá Bitcoin đó trung bình của năm 2019 thì chúng ta tính với giá là khoảng chỉ có 6.000 đô cho một Bitcoin mà thôi. Thì 6.000 đô trong một đồng Bitcoin bây giờ cái giá đó là 60.000 rồi, thì các bạn có thể thấy được là 25.000 các bạn dùng để mua đồng hồ này năm 2019 bây giờ là đáng giá 250.000. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là cuối cùng thì các bạn nghĩ là các bạn lời, tại vì các bạn bỏ ra 25.000 mà bây giờ bán với giá 121.000. Nhưng mà nếu các bạn tính theo Bitcoin đó thì 25.000 các bạn bỏ ra năm 2019 bây giờ đáng giá là 250.000 rồi. Có nghĩa là các bạn lỗ chứ không có lời. Nếu các bạn lưu trữ Bitcoin thì đã lời hơn rất nhiều. Cho nên các bạn có thấy được Thượng đăng cái bài viết này để nhắc nhở mọi người nhớ là lịch sử cho thấy là cuối cùng thì dùng Bitcoin để mua bất cứ một món gì sau này thì cũng đều hối hận. Bao nhiêu năm qua chưa ai mà từng nói may quá khi xưa mà tôi dùng Bitcoin để mà mua. Các bạn thấy được là cuối cùng thì người nào cũng hối hận mà thôi, từ dùng Bitcoin để mà mua quần áo, mua pizza, hay là bây giờ tôi nghĩ là nhiều người sử dụng Bitcoin để mà đi thu mua xe Tesla đi.
thì các bạn có thể thấy được là sau này 5 năm sau cái xe Tesla sẽ xuống giá, tại vì nó đã là một cái xe cũ rồi. Nhưng mà Bitcoin các bạn có thể là đáng giá rất nhiều, cho nên các bạn phải suy nghĩ đến vấn đề này. Và đây cũng là một trong những điều mà khi mà nhiều bạn Thuận là có muốn đầu tư vào Coinbase hay không, thì đối với Thuận đó, nếu như đã đầu tư thì phải đầu tư với cái số lượng tương đối là ok, chứ không thể đầu tư với cái số lượng nhỏ được. Tại vì Thuận thì tính theo thời gian, các bạn được, nếu như Thuận cần phải đi dùng thời gian để mà tìm hiểu về cái cổ phiếu Coinbase, thì khi Thuận có quyết định đầu tư thì phải đầu tư với một cái số lượng coi như tương đương với công sức Thuận bỏ ra để mà nghiên cứu, cho nên cần phải đầu tư với cái số lượng mà tương đối là lớn, chứ không thể đầu tư với cái số lượng nhỏ được. Và điều đó cũng đồng nghĩa là Thuận cần phải di chuyển tiền từ một mảng đầu tư khác qua cái mảng đầu tư này. Và nếu như mà Thuận lấy tiền đến từ Bitcoin, hoàn toàn có thể là cái số lợi nhuận, cho dù là cổ phiếu Coinbase sẽ có lợi nhuận đi, có thể là cái lợi nhuận đến từ cổ phiếu Coinbase không bằng cái lợi nhuận mà Thuận tiếp tục lưu trữ Bitcoin. Đây là một trong những cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nói tới là có nên dùng Bitcoin để mà đổi một vật gì hay là không. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ, đây là một thông tin cũng khá thú vị, thì các bạn cũng đã biết là chẩn đoán thôi, chẩn đoán dựa theo rất là nhiều những cái nhà phân tích on-chain, thì chẩn đoán là Satoshi Nakamoto, có nghĩa là cái người mà sáng tạo ra Bitcoin đó, hay là cái nhóm sáng tạo ra Bitcoin với cái tên là Satoshi Nakamoto, thì chẩn đoán là có khoảng chừng là 1 triệu Bitcoin là thuộc về Satoshi Nakamoto. Thì ở cái mức giá nào của Bitcoin thì Satoshi sẽ là người mà giàu nhất thế giới. Thì chẩn đoán bây giờ 1 triệu Bitcoin đó, nếu như mà giá Bitcoin lên tới 182.000 đô trong một đồng Bitcoin, thì Satoshi Nakamoto sẽ là người giàu nhất thế giới, giàu hơn cả Jeff Bezos hay là Elon Musk của Tesla. Điều mà Thuận muốn nghĩ tới bây đây là nếu như một ngày nào đó Bitcoin lên tới 182.000, thì lúc đó tạp chí Forbes và những trang web mà xếp hạng những người giàu đó có thay đổi vị trí và để Satoshi Nakamoto là người giàu nhất trên thế giới hay là không. Đây là một điều mà Thuận vẫn không biết họ có làm hay không. Và đối với Thuận đó, nhiều người hỏi Thuận là lỡ như một ngày nào đó mà Satoshi Nakamoto trở lại và 1 triệu đồng Bitcoin này bán ở thị trường thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thứ nhất là các bạn cứ nghĩ đi, Satoshi Nakamoto, những cái địa chỉ ví này đã không phải là một địa chỉ ví mà có rất nhiều địa chỉ ví người ta nghĩ là thuộc quyền sở hữu của Satoshi Nakamoto, chứ không phải là một địa chỉ ví duy nhất. Thì dựa theo những địa chỉ ví này đó, các bạn thấy được là từ khi mà năm 2009, từ khi mới ra đời cho tới bây giờ, thì vẫn chưa hề có một Bitcoin nào di chuyển. Thì kết luận là nhiều người cho là một là Satoshi Nakamoto sẽ không trở lại vì một cái lý do liên quan đến pháp lý hay là liên quan đến an toàn bản thân gì đó, cho nên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hai là có thể là Satoshi Nakamoto đã mất rồi. Tại vì các bạn thấy được là nếu như chúng ta thấy giá Bitcoin mà tăng trưởng từ năm 2009 rồi lên tới năm 2013, giá lên 1.000 đô rồi xuống chỉ còn có 200 đô, sau đó từ 200 đô đi lên tới 20.000 đô năm 2017, rồi từ năm 2017 xuống, từ 20.000 đô xuống còn 3.000 đô, từ 3.000 đô lên tới là, tôi nhớ là khoảng chừng là 14.000 đô của năm 2019, trở lại đi trở xuống còn 3.000 đô của năm 2020, rồi từ 3.000 đô năm 2020 lên tới cái mức hiện tại là 6.000 đô, lên xuống nhiều như vậy mà nếu như mà không có chốt lời bất cứ một phần nào thì là một điều rất là khó hiểu nếu như mà Satoshi Nakamoto là một người bình thường. Cho nên các bạn thấy được là nhiều người cho là một là Satoshi Nakamoto đã mất đi cái khóa cá nhân, nhưng mà rất nhiều người chỉ ví cái lập luận này cũng không có đáng tin cậy lắm, tại vì không lẽ Satoshi Nakamoto mất hết tất cả khóa cá nhân trong khi cái hệ thống này là được đề xuất bởi Satoshi Nakamoto. Thứ nhì là Satoshi Nakamoto có thể đã qua đời rồi và không ai còn giữ cái khóa cá nhân này nữa, điều sai đi nữa. Cho dù là điều đó xảy ra, 1 triệu Bitcoin này được bán ra thì đương nhiên sẽ làm cho ảnh hưởng giá cả đi xuống trong thời ngắn hạn, nhưng mà trên dài hạn thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Các bạn thấy là cuối cùng thì bán xong hết thì cũng không còn Bitcoin để mà bán nữa mà thôi. Còn về việc là Satoshi không còn khóa cá nhân nữa hay đã mất rồi thì hơn như thế nào, đương nhiên là ảnh hưởng rất tốt đối với giá cả, tại vì 1 triệu Bitcoin này trong những cái ví này coi như không có trên thị trường. Các bạn thấy được là thay vì có 21 triệu Bitcoin bây giờ chỉ còn 20 triệu mà thôi. Và đương nhiên chúng ta chỉ tính riêng là Satoshi Nakamoto mà thôi, còn rất nhiều người có nhiều Bitcoin mà họ đã mất khóa cá nhân vì họ qua đời hay là họ đã xóa khóa nhân của mình. Các bạn cũng đã thấy được là có nhiều người trước đây có 7.000 Bitcoin hay là 10.000 Bitcoin nhưng mà xóa cái máy vi tính cho nên không còn khóa cá nhân nữa, tại vì lúc trước không phải như bây giờ các bạn có những cái ví lạnh. Lúc trước các bạn thấy là lưu trữ trong những cái ví USB bình thường hay là tự lưu trữ trên máy vi tính của các bạn. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ. Thì chúng ta nhìn chung vào thị trường tài chính đi, các bạn thấy được là chứng khoán mấy hôm nay rất là tốt. Chúng ta nhìn vào chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ đi, thì đương nhiên ngày hôm nay các bạn cũng đã biết là ngày Good Friday ở Hoa Kỳ, cho nên chứng
khoán không có hoạt động ngày hôm nay. Các bạn thì được là lần cuối cùng cập nhật là ngày 1 tháng 4. Thì chúng ta được là ngày hôm qua kết thúc đó, chứng khoán rất là tốt. Các bạn thì được là chỉ số S&P 500 đã đạt được mức kỷ lục mới. Điều mà Thuận lo lắng bây giờ đó, khi mà chúng ta nói tới tình hình chung của thị trường tài chính, đó chính là liên quan tới DXY, có nghĩa là cái chỉ số đô la khi mà so sánh với những cái loại tiền tệ khác. Thì các bạn thì được chỉ số đô la này đó thì có cái xu hướng tăng trưởng, có thể nói là đã bắt đầu là từ đầu năm nay đã có xu hướng tăng trưởng, như bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường màu xanh này tăng trưởng. Và thường đó thì các bạn thấy là nếu như mà đồng đô la mạnh trở lại thì sẽ làm cho thị trường tài chính không được tốt. Tại vì đương nhiên các bạn thấy được là đồng đô la mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Đương nhiên các bạn thấy được là khi mà hàng của Hoa Kỳ xuất khẩu ở nước ngoài thì sẽ mắc hơn. Những công ty như là các bạn thấy là công ty Apple hay là Google, bất cứ một thu nhập nào ở bên ngoài đem trở về Hoa Kỳ, nếu như mà đồng đô la tăng giá so với lại cái đồng ngoại tệ đó thì đương nhiên thu nhập nó sẽ bị thấp đi. Cho nên đây là những điều mà chúng ta rất đáng lo ngại. Và nếu các bạn nhìn vào cái thời gian xa hơn đi, 2 năm qua thì các bạn cũng đã thấy được là cái thời điểm mà bắt đầu cái đường màu xanh này đi xuống đó, đó chính là tháng 3 của năm 2020, ngày 15. Thì đây là cái ngày mà chúng ta thấy được là đây là thời điểm mà dịch bệnh vừa mới bùng nổ ở Hoa Kỳ. Cho nên các bạn thấy được đồng đô la đã từ từ xuống giá. Và cũng thời điểm này, đó chính là lúc mà các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh, cũng như là chỉ số của Bitcoin cũng tăng trưởng mạnh. Và bây giờ các bạn hiểu được là sau khi mà đi xuống liên tục từ tháng 3 cho đến tháng 12 thì bắt đầu từ năm nay, cái đường màu xanh này đã bắt đầu có xu hướng tăng trưởng. Nếu như cứ tăng trưởng hoài thì đây là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến, tại vì sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nói chung và đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới thị trường crypto. Tại bây giờ các bạn thấy là crypto đã là một phần của thị trường tài chính rồi. Thì đây là cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Một điều khác nữa, như bạn hỏi Thuận là cái microphone Thuận đang sử dụng là cái microphone gì, đây chính là cái Rode NT1. Đó chính là cái microphone các bạn đã nhìn thấy trên màn hình. Thì đối với Rode đó thì có hai phiên bản, một là NT1, còn thứ nhì đó là NT1A. Cái mà Thuận đang sử dụng đó chính là NT1. Thì đây là một cái microphone thông thường, có nghĩa là các bạn không thể cắm trực tiếp vào máy vi tính được. Các bạn cần phải có thêm một cái giao diện, một cái interface, và từ đó mới cắm vào máy vi tính được. Đây là một câu hỏi Thuận nhận được rất là nhiều, cho nên Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu mà nào mà chưa theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái link như là Telegram, Facebook và Twitter để có những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là các bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà đăng ký thông qua link Thuận Capital cho sàn Binance, hay là nhận được những cái bonus khi mà tham gia thông qua sàn Bybit, sàn AMT, một sàn margin mà có hỗ trợ copy trade, sàn FTX, sang Binance US. Đây là một trong những cái lựa chọn cho những người nào sống ở Hoa Kỳ. Nếu muốn mua altcoin, sàn Coinbase, như bạn cũng đã biết, BlockFi là một công ty mà cho các bạn lending có lãi. Các bạn có thể là gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân để nhận lãi hàng tháng. Và tham gia thông qua link Thuận Capital được, bạn thể nhận được bonus lên tới $250. Và cuối cùng, CryptoKhoan, đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay nhìn thấy. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.